Thưa quý vị và các bạn, triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Sáng nay, phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo đã được tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì phiên họp. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát tình hình của các đại biểu, công tác chuẩn bị của Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan. Nhấn mạnh yêu cầu với hoạt động của Ban chỉ đạo là phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Phải sớm thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo gồm các thành viên đủ năng lực, trình độ, tâm huyết, là cán bộ cấp vụ, chuyên gia, nhà nghiên cứu do một Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm tổ trưởng. Thủ tướng nhấn mạnh, việc rà soát xử lý các vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn khi tình hình thay đổi rất nhanh. Nhiều vấn đề mới phát sinh chưa dự báo được, chưa có quy định điều chỉnh hoặc có những vấn đề đã có quy định nhưng bị thực tiễn vượt qua. Thủ tướng chỉ rõ, quan điểm nguyên tắc triển khai công việc là tập trung có trọng tâm, trọng điểm hướng đến phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành. Cái gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình ủng hộ thì đưa vào luật, tiếp tục thực hiện. Đối với những vấn đề mới, chưa có quy định hoặc quy định đã vượt qua thực tiễn thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Phạm vi rà soát, xử lý các vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gồm một số luật cần sửa đổi mang tính chất cấp bách nhất để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cản trở, điểm nghẽn. Các luật đã có lộ trình sửa đổi tới năm 2025. Theo nguyên tắc, luật do bộ ngành nào chủ trì xây dựng thì bộ ngành đó chủ trì theo dõi, rà soát, đề xuất, đồng thời tham khảo ý kiến, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân. Về nội dung rà soát sửa đổi, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung vào việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền các bộ ngành trung ương, tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, quy hoạch, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật. Không làm các công việc cụ thể, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ các chồng chéo, vướng mắc, xóa bỏ xin cho, chống phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp, khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, lấy đầu tư công, nguồn lực nhà nước dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực hợp pháp khác, trong đó có đầu tư nước ngoài. Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, lũy kế đến cuối tháng 6 năm 2024, toàn ngành thuế đã ban hành hơn 8.700 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là hơn 63.000 tỷ đồng, bằng 37% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2024. Số tiền hoàn thuế này cũng vượt so với cùng kỳ năm 2023, trong đó một số cục thuế có số tiền giải quyết hoàn thuế lớn như Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bên cạnh đó, tổng số hồ sơ kiểm trước đang tiếp nhận giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng trên cả nước là gần 1.280 hồ sơ, tương ứng số thuế đề nghị hoàn gần 21.000 tỷ đồng. Theo Tổng cục Thuế, việc thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, pháp nhân nợ thuế được cơ quan thuế thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và không phải tất cả cá nhân nợ thuế đều bị tạm hoãn xuất cảnh, mà việc này chỉ áp dụng với một số ít đối tượng. Theo quy định của pháp luật, việc tạm hoãn xuất cảnh chỉ thực hiện với những cá nhân ra nước ngoài không quay trở lại hoặc rất lâu sau mới quay trở lại Việt Nam, nên nguy cơ không thu hồi được nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính thuế rất cao. Còn với người dân ra nước ngoài du lịch, chữa bệnh, thăm thân, hội thảo, hội nghị, thì trường hợp còn nợ thuế vẫn được xuất cảnh bình thường. Ngay cả với các trường hợp nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh, nhưng đều có bảo lãnh về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thì vẫn có thể được xuất cảnh. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 18 về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó có các quy định mới liên quan đến việc rút tiền qua thẻ tín dụng. Theo đó, đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng Việt Nam trong một ngày. Đối với thẻ tín dụng, tổng hạn mức rút tiền mặt tính theo số nhận dạng ngân hàng của thẻ tín dụng tối đa là 100 triệu đồng Việt Nam trong một tháng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Thưa quý vị, đã có khoảng 19 triệu tài khoản ngân hàng được xác thực sinh trắc học tính đến cuối tuần qua. Trong số này có 10% giao dịch được ngân hàng hỗ trợ trực tiếp tại quầy. Các trường hợp được hỗ trợ là khách hàng không có căn cước công dân gắn chip, chỉ có chứng minh thư, căn cước công dân cũ, hoặc điện thoại không có tính năng xác thực sinh trắc học,
nên bắt buộc phải đến ngân hàng để được hỗ trợ. Với khoảng gần 180 triệu tài khoản ngân hàng trên cả nước, số tài khoản xác thực sinh trắc học mới chỉ chiếm hơn 10%. Việc triển khai xác thực sinh trắc học là để bảo đảm người giao dịch ngân hàng trực tuyến là chính chủ, nhằm bảo vệ khách hàng, góp phần giảm thiểu tội phạm lừa đảo, cũng như phòng ngừa những vụ việc sử dụng giấy tờ giả hoặc cho thuê, mượn, mua bán tài khoản thanh toán cho mục đích bất hợp pháp. 63 hãng hàng không nước ngoài và 4 hãng hàng không Việt Nam đã khôi phục hoàn toàn đường bay quốc tế như giai đoạn trước dịch COVID-19. Không những hồi phục, mà thị trường hàng không quốc tế nửa đầu năm nay còn tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm 2019, năm trước đại dịch. Các hãng hàng không Việt Nam chiếm 44% thị phần hành khách quốc tế với hệ số sử dụng ghế trung bình trên 77%. Hiện nhiều hãng đang tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới ở Trung Á, Ấn Độ, Australia. Trong top 10 thị trường quốc tế của hàng không Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc là hai thị trường dẫn đầu. Xuất hiện vài năm trở lại đây, mô hình bất động sản chia nhỏ, về lý thuyết là loại hình đầu tư một phần nhỏ của một tài sản bất động sản thay vì là toàn bộ tài sản đó. Việc chia nhỏ thường được thực hiện thông qua các công ty hoặc nền tảng đầu tư trực tuyến. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên cẩn trọng với những lời mời gọi đầu tư hình thức này, đặc biệt là với những quảng cáo lợi nhuận cao đột biến. Tầng 4, tòa nhà số 37 đường Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, trụ sở công ty cổ phần Fnet, cửa đóng im ỉm từ nhiều ngày nay. Theo những người làm việc cùng tầng, nhân viên vệ sinh cũng như bảo vệ tòa nhà trong vòng 2 tháng trở lại đây không thấy ai xuất hiện ở văn phòng. Vâng, đã chuyển lâu liên tục. Lâu rồi. Đấy, tôi tưởng là quốc ở trên tầng 4 này chúng ta công ty là công ty du lịch đích thực Á Châu. Là công ty Vile có hàng gì rồi, thêm nữa về chắc là ngày xưa người ta chưa rõ thôi. Công ty này trước đó đã hợp tác với công ty chứng khoán VFS để bán các căn hộ, biệt thự chia nhỏ cho nhà đầu tư với giá chỉ từ 10.000 đồng một cổ phần thông qua ứng dụng Smart One của VFS. Mỗi bất động sản được đơn vị kinh doanh này định giá, quy đổi ra số cổ phần bán cho nhà đầu tư sơ cấp bằng đơn vị Fnet. Mỗi một Fnet tương đương 10.000 đồng. Theo đó, với số tiền bỏ ra chỉ từ khoảng 10.000 đồng, nhà đầu tư đã có thể mua được một cổ phần vốn Fnet. Lợi nhuận dự kiến có thể lên tới 25%. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu công ty chứng khoán VFS ngừng các hoạt động hợp tác bán bất động sản chia nhỏ với Fnet do pháp luật hiện chưa có quy định cụ thể cho loại hình chia nhỏ bất động sản này. Được biết, Fnet đã đưa lên sàn được 9 mã bất động sản tại các dự án ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có dự án Arden Park thuộc địa bàn Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Một căn biệt thự tại đây giá thấp nhất hơn 20 tỷ đồng, tương đương hơn 2 triệu Fnet. Tuy nhiên, theo như những gì người đại diện chủ đầu tư dự án trao đổi lại, toàn bộ dự án này bán hết từ năm 2017. Hiện nay, chỉ có các cá nhân trao đổi, mua bán, chứ không biết công ty Fnet nào cả. Bọn em là đã bàn giao hết nhà cho khách, mà làm sổ cho khách hết cái khu này 103 căn là bọn em xong nhé, đứt đoạn luôn. Còn bây giờ chỉ các chủ nhà người ta có nhu cầu người ta bán, ví dụ người ta mua từ những năm 2010, có những nhà thì mua từ 2017-18. Cũng liên quan đến các biệt thự đăng tải trên website của công ty cổ phần Fnet, đại diện của chủ đầu tư dự án cho biết, căn này chủ nhà hiện giao bán dưới hình thức cá nhân giao dịch. Việc giao bán bất động sản chia nhỏ của công ty Fnet khiến người ta nhớ đến vụ Bành Lần. Cách đây 2 năm, người đàn ông này sau khi nghe nhân viên Bành Lần giới thiệu đã bỏ vốn đầu tư vào loại hình bất động sản chia nhỏ ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội với hy vọng thu được lãi cao. Thời gian đầu thì họ trả lãi cho tôi hàng tuần. Nhưng mà băng đi sau đấy một thời gian thì không thấy trả lãi, thì tôi tìm hiểu về thông tin thì là thấy có lãnh đạo Bành Lần là đã bị bắt vì tội lừa đảo. Thì tôi mới đi lên quay lại cái khu mảnh đất mà cái năm 2022 mà tôi đã xem, thì thực tế là cái mảnh đất đấy là vẫn giữ nguyên, nó không thấy có xây dựng gì cả. Thời điểm đó, chính quyền xã Hồng Vân thậm chí còn dựng một tấm biển lớn phía trước khu đất cảnh báo nguy cơ lừa đảo. Cái nguồn gốc đất này là đất nông nghiệp được giao theo nghị định 64 trước đây cho các hộ dân. Đất mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm và đã được chuyển nhượng cho một cái cá nhân, một người khác, không phải là công dân ở địa phương. Liên quan đến việc là cấp tín dụng
rồi liên quan đến việc đưa các sản phẩm thông tin không đúng sự thật, rất dễ sa đà vào các tội danh như là lừa đảo hay là lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Trong lúc này nếu như khi chưa có pháp luật bảo vệ nó thì có lẽ các nhà đầu tư nên từ từ. Năm 2023, một năm sau khi huy động hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư, Quản Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng nhiều lãnh đạo công ty Banh Linh bị Công an Hà Nội khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới nhiều hình thức, trong đó có tự phát hành cổ phiếu để sử dụng mua bất động sản. Theo tài liệu tại thời điểm khởi tố, khoảng hơn 4.000 nhà đầu tư đã ký vào hơn 7.000 hợp đồng hợp tác đầu tư và nộp hơn 400 tỷ đồng vào công ty Banh Linh và công ty không có khả năng chi trả, cũng không có nhà đầu tư nào nhận được đất như cam kết. Đến nay, xuất hiện thêm một doanh nghiệp khác huy động vốn dưới hình thức chia nhỏ bất động sản và cũng liên quan đến những sản phẩm bất động sản khác không xác định quyền sở hữu của các công ty này, trong khi hành lang pháp lý chưa rõ ràng. Vì thế, cho đến khi vấn đề pháp lý được hoàn thiện, nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng trước những lời giới thiệu hấp dẫn liên quan đến lợi nhuận, tránh tiền mất tật mang. Theo Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, một số hành vi về khai thác thủy sản trước đây chỉ mới dừng ở xử phạt hành chính, từ ngày 1 tháng 8 sẽ bị xử lý hình sự. Điều này nhằm tạo sức răn đe đối với các hành vi vi phạm và thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc gỡ bằng được thẻ vàng thủy sản của Ủy ban châu Âu EC. Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi xuất cảnh đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam, tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển nước ngoài. Các hành vi khai thác thủy sản vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác mua bán vận chuyển thủy sản nguy cấp, quý hiếm, buôn lậu vận chuyển trái phép thủy sản, dùng thủ đoạn gian dối mua bán thủy sản. Đáng chú ý, ngư dân khi vi phạm quy định về quản lý sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhằm mục đích khai thác thủy sản trái phép, làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả, con dấu của cơ quan tổ chức để khai thác mua bán vận chuyển trái phép thủy sản sẽ bị khởi tố. Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam có thể đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, tăng 55% so với năm trước và là mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Nửa đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Hiện tại các cơ quan chức năng phía Việt Nam và Trung Quốc đã hoàn tất việc đàm phán kỹ thuật để đi đến ký kết nghị định thư xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc. Nếu Trung Quốc đồng ý nhập khẩu chính ngạch sầu riêng đông lạnh thì giá trị xuất khẩu của sầu riêng sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Sầu riêng Việt Nam bắt đầu được nhập sang Trung Quốc vào năm 2021 và năm ngoái trở thành nguồn sầu riêng nhập khẩu lớn thứ hai Trung Quốc chỉ sau Thái Lan. Tuy nhiên, theo thống kê của Hải quan Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch sầu riêng Thái Lan xuất sang Trung Quốc đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch sầu riêng của Việt Nam xuất sang Trung Quốc tăng 61%, đạt hơn 661 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, sâm là loại dược liệu quý hiếm và là một sản phẩm rất tốt phục vụ chăm sóc sức khỏe con người. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc phát huy các giá trị từ sâm còn rất khiêm tốn. Điều này đang gây lãng phí nguồn dược liệu tự nhiên quý hiếm mà có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Do đó, cần thiết phải xây dựng được những tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, hiện đại và tin cậy, từ đó tạo tiền đề cho nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam thành thương hiệu quốc gia. Sâm Việt Nam là một trong 12 loài thuộc chi nhân sâm, họ ngũ gia bì, được phát hiện lần đầu trong tự nhiên ở vùng núi Ngọc Linh thuộc tỉnh Kon Tum và Quảng Nam vào năm 1973 và được chính thức ghi nhận đầy đủ về mặt định danh thực vật học năm 1985. Đến nay, sâm Việt Nam đã được nhân giống, trồng và phát triển thành công để phục vụ việc phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người Việt Nam. Đã có những đóng góp cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội ở một số địa phương, điển hình như Quảng Nam, Kon Tum và Lai Châu. Tại đây thì các người dân tộc của mình đang có 25 hộ dân được cùng phát triển cái sản phẩm này và rất là mong muốn được nhà nước và các doanh nghiệp cùng vào cuộc để đưa cái sản phẩm sâm Lai Châu này phát triển mạnh hơn để tạo công ăn việc làm cho người dân tộc đồng bào thiểu số của tỉnh Lai Châu có những cái chuỗi giá trị lớn hơn để mang lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn và mang lại thu nhập tốt hơn cho các đồng bào dân tộc thiểu số ở đây. Tuy nhiên, sâm Việt Nam hiện nay mới chỉ được biết tới ở thị trường trong nước. Và theo thống kê của Bộ Y tế, giá trị kinh tế về dược liệu của Việt Nam đạt khoảng 500 triệu đô la Mỹ, tức chỉ bằng khoảng 1/5 giá trị của cây sâm Hàn Quốc. Hàn Quốc có nền công nghiệp sâm đạt 2,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023.
Kinh nghiệm tại quốc gia này cho thấy, để phát triển cây sâm thành cây hàng hóa hiệu quả, bên cạnh sự quan tâm của chính phủ, thì việc huy động có hiệu quả nguồn lực từ các doanh nghiệp lớn, đơn vị nghiên cứu là rất quan trọng. Cây sâm Việt Nam rất đa dạng về mặt di truyền. Nghiên cứu khoa học về sâm Việt Nam là rất cần thiết, vì có thể đưa ra bằng chứng khoa học về chất lượng, lợi ích đặc trưng của mỗi loại sâm. Ở Hàn Quốc, trung bình một năm có khoảng 600 công trình nghiên cứu khoa học về sâm. Tuy nhiên, con số này ở Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 13 công trình, rất ít để phát triển ngành sâm. Để phát triển ngành sâm Việt Nam, thì nhiều chuyên gia cũng cho rằng cần phát triển phương pháp canh tác, đẩy mạnh năng suất trên một đơn vị diện tích nhỏ, tăng quy mô số lượng trang trại và diện tích trồng sâm, đồng thời đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học về sâm. Chúng ta phải có chính sách đầu tiên là phải hỗ trợ và thu hút đã được nhà đầu tư, người nghiên cứu, nhà sản xuất vào đó. Đấy thì cái việc đầu tiên là phải giải pháp là như thế. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần có những cái bài toán quy hoạch vùng trồng nó phải rất là rõ ràng. Vùng trồng đây chúng tôi nói là không phải là chỉ có mỗi việc là trồng cây sâm, mà chúng ta phải quy hoạch chỗ nào là trồng sâm theo hướng gọi là bảo tồn, lưu giữ nguồn gen, chỗ nào chúng ta trồng sâm theo hướng công nghiệp để thu hoạch được các sản phẩm, nguyên liệu ngay và kịp thời để đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất. Đấy. Giải pháp để phát triển sản phẩm thì nó cái vấn đề cốt yếu của nó nằm ở cái vùng mà phát triển về cái sản lượng sâm. Thì mà để mà phát triển được cái sản lượng sâm thì cái vấn đề quan trọng nhất đó chính là phải có giống tốt, phải lai tạo được cái giống tốt để mà có thể trồng được ở quy mô công nghiệp, giống như là tất cả các cái nước khác như là Trung Quốc hoặc là Hàn Quốc họ đã có những cái giống rất là ổn định. Và Việt Nam mình sang Ngọc Linh thì phải có nghiên cứu, các nhà khoa học phải nghiên cứu phát triển và để lai tạo được các giống sâm ổn định và trồng được ở quy mô công nghiệp. Để cây sâm và các sản phẩm từ sâm Việt Nam có cơ hội trở thành thương hiệu nổi tiếng thì bài toán quy hoạch cũng cần được thực hiện bài bản, giữ được gen gốc, không lai tạo và phải bảo tồn cho được giống sâm quý. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động ngày nghỉ xanh, công đoàn chung tay ra quân chỉnh trang khu nhà trọ cho công nhân. Việc ra quân chỉnh trang khu nhà trọ sẽ diễn ra vào cuối tháng 7 này, địa điểm là tại các khu nhà trọ tập trung đông công nhân ở thành phố Biên Hòa. Tại mỗi phòng trọ, công đoàn sẽ trang bị các vật dụng như kệ bếp, tủ quần áo, sàn phơi đồ. Kinh phí hỗ trợ trang bị các vật dụng không quá 1 triệu 500 nghìn đồng một phòng trọ. Mục tiêu của ngày nghỉ xanh là tạo chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường, cảnh quan khu nhà trọ, nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tiến tới xây dựng các khu nhà trọ văn hóa văn minh, phục vụ cuộc sống công nhân. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 150.000 phòng trọ, đáp ứng chỗ ở cho trên 450.000 người. Đa số phòng trọ ở Đồng Nai là do tư nhân xây dựng, chưa đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ. Bệnh án điện tử được Bộ Y tế đánh giá là cốt lõi cho nỗ lực chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 90 trên 1.400 bệnh viện công bố triển khai bệnh án điện tử. Các bệnh viện gặp khó khăn khi mà kinh phí vận hành, đồng bộ trong trang thiết bị vẫn còn chậm và nhiều vướng mắc. Mặc dù theo thông tư 46 của Bộ Y tế, thì đến hết năm 2023, tất cả các bệnh viện hạng 1 trên cả nước đã phải chuyển đổi từ bệnh án giấy sang bệnh án điện tử. Tuy nhiên, tính đến hết ngày hôm qua mùng 7 tháng 7, mới chỉ có 90 trên tổng số 1.400 bệnh viện công bố bệnh án điện tử trên cổng thông tin của Bộ Y tế. Đặc biệt, trong số 90 bệnh viện này, số lượng bệnh viện hạng 1 chiếm tỷ lệ không cao, số lượng bệnh viện tuyến trung ương rất ít và chưa có bệnh viện hạng đặc biệt nào. Các vấn đề khó khăn trong triển khai bệnh án điện tử đang được ngành y tế bóc tách và tháo gỡ. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả và tính bền vững của bệnh án điện tử trong hoạt động khám chữa bệnh, thì những khó khăn ngay cả khi cơ sở y tế đã đưa bệnh án điện tử vào hoạt động cũng cần tìm giải pháp. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2024, có 1.338 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật. Trong đó có 139 cán bộ, 432 công chức và 767 viên chức. Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, kể cả đã nghỉ việc, nghỉ hưu, đẩy mạnh các giải pháp nhằm thực hiện các quy định của Đảng về kịp thời thay thế, đình chỉ công tác đối với cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với 13 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trên không gian mạng trong giao dịch dân sự. Trước đó, qua điều tra, bước đầu cảnh sát xác định đây là một đường dây hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng trên không gian mạng có tổ chức, quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng, bao gồm đối tượng tổ chức cầm đầu đường dây, cung cấp tiền, hệ thống thiết bị để cả nhóm hoạt động. Cảnh sát cũng xác định đường dây trên đã cho hơn 30.000 lượt vay với tổng số tiền 70 tỷ đồng, với lãi suất từ 319% một năm đến 629% một năm, cao gấp 15,9 đến 31,4 lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến một người phụ nữ mất hơn 3 tỷ đồng. Cuối tháng 6 vừa qua, một phụ nữ trú tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị một đối tượng gọi điện thoại tự xưng là đại úy ngành công an hù dọa bà đang nợ một ngân hàng hàng chục triệu đồng. Sau đó đối tượng giới thiệu cho bà một người tự xưng đang công tác tại Bộ Công an và người này cho rằng bà có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy rất lớn. Quá lo sợ, người phụ nữ này đã chuyển hơn 3 tỷ đồng vào số tài khoản của các đối tượng. Sau khi biết mình bị lừa thì bà đã đến công an trình báo. 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh Sơn La phát hiện hơn 860 vụ phạm tội về ma túy và tiến hành bắt giữ 1.120 đối tượng. Vật chứng thu giữ gồm 13,7 kg heroin, 348.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 5 kg ma túy đá và khoảng 2.400 cây thuốc viện. Riêng trong tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ 4 vụ, 9 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 2 bánh heroin, gần 4.500 viên ma túy tổng hợp. Đặc biệt, tình hình tội phạm ma túy ở khu vực biên giới giữa Sơn La và các tỉnh Bắc Lào chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chính vì vậy, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Sơn La xác định đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ nhằm tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. Sau hơn 15 ngày gây án, Dương Đình Luyện, nghi phạm sát hại hai mẹ con ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng bị bắt vào trưa nay khi đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, từ năm 2015, Dương Đình Luyện và nạn nhân sinh năm 1993, trú tại phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, sống cùng nhau như vợ chồng trong một thời gian. Sau đó, hai người đã chia tay. Ngày 23 tháng 6 vừa qua, Dương Đình Luyện đến nhà vợ cũ. Tại đây, Luyện đã dùng hung khí đâm vợ cũ và mẹ chị khiến hai mẹ con tử vong. Gây án xong, Luyện lái xe rời khỏi hiện trường và bỏ lại xe tại một khu ruộng thuộc khu dân cư Miễu Sơn, phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hôm nay, mùng 8 tháng 7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Giềng tổ chức khám nghiệm, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ một người phụ nữ tử vong tại xã Long Tân, huyện Phú Giềng. Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Tuyết, 42 tuổi, ngụ tại xã Long Tân, huyện Phú Giềng, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay, người nhà phát hiện bà Tuyết đang nằm úp mặt xuống đáy thùng phi nhựa, có dung tích 200 lít đặt trước sân nhà. Khi đó, trong thùng vẫn còn nhiều nước và bà Tuyết được xác định đã tử vong trước đó. Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định thùng phi nhựa nơi bà Tuyết tử vong có chiều cao khoảng 1m và đường kính khoảng 60cm. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phú Riềng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bầu cử Quốc hội Pháp, Liên minh cánh tả gây bất ngờ lớn. Thế giới ghi nhận tháng 6 nóng nhất trong lịch sử. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm nay đã tới thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đang có chuyến thăm Trung Quốc và hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm trao đổi sâu sắc về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Trước khi tới Trung Quốc, hồi tuần trước, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tới Kiev, Ukraine gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tới Liên bang Nga gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa hai bên. Khác hoàn toàn với dự đoán của giới phân tích,
và các cuộc thăm dò ý kiến cử tri, vòng 2 của cuộc bầu cử sớm tại Pháp đã chứng kiến một bất ngờ lớn khi khối chính trị giành vị trí dẫn đầu không phải là Đảng Tập hợp Quốc gia và các đồng minh, mà là Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới. Theo kết quả kiểm phiếu, Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới chiếm vị trí dẫn đầu. Đứng thứ hai là Liên minh cùng nhau của Tổng thống Emmanuel Macron. Mặc dù giành thắng lợi lớn ở vòng đầu tiên, nhưng Đảng Tập hợp Quốc gia và đồng minh chỉ đứng ở vị trí thứ ba. Thắng lợi hoàn toàn bất ngờ đã giúp Mặt trận Bình dân mới vươn lên, trở thành lực lượng chính trị lớn nhất, trong khi phe cực hữu không còn cơ hội nắm chính phủ. Do không có lực lượng chính trị nào chiếm đa số tuyệt đối, nên Tổng thống Emmanuel Macron sẽ không bị buộc phải từ chức hay buộc phải chọn thủ tướng từ phe đa số tương đối mạnh nhất, tức là Mặt trận Bình dân mới. Trước đó, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã tuyên bố nộp đơn từ chức, trong khi Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Emmanuel Macron sẽ chờ đợi cơ cấu của Quốc hội mới để xác định người sẽ đứng ra thành lập chính phủ. Theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, dự kiến sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2024 sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại với hơn 2.850 triệu tấn. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho biết, mức dự báo tăng lên là do triển vọng thu hoạch ngô tốt hơn ở Argentina và Brazil cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, bù đắp cho việc hạ triển vọng sản lượng ở Indonesia, Pakistan và một số quốc gia ở miền Nam châu Phi. Dự báo sản lượng lúa mì cũng tăng lên nhờ triển vọng thu hoạch tốt hơn ở châu Á. Sản lượng gạo toàn cầu dự kiến đạt mức kỷ lục 535,1 triệu tấn. Tổng mức sử dụng ngũ cốc trên thế giới trong niên vụ 2024-2025 được dự báo sẽ tăng 0,5% so với niên vụ trước, dẫn đầu là gạo và ngũ cốc thô. Trong báo cáo, FAO cũng nhấn mạnh các cuộc xung đột đang gây ra tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, đặc biệt là ở Yemen, dải Gaza và Sudan, nơi người dân đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực và nạn đói. Điều đặc biệt quan ngại là tổng sản lượng ngũ cốc hàng năm ở miền Nam châu Phi dự kiến sẽ giảm gần 20% vào năm nay do tình trạng khô hạn trên diện rộng. Cơ quan giám sát khí hậu của Liên minh châu Âu EU hôm nay cho biết tháng 6 năm nay nóng hơn bất kỳ tháng 6 nào khác từng được ghi nhận. Một số nhà khoa học cho biết, theo dữ liệu mới nhất, năm nay có thể vượt qua năm 2023, trở thành năm nóng nhất kể từ khi các hồ sơ theo dõi nhiệt độ toàn cầu bắt đầu được ghi nhận. Khi biến đổi khí hậu do con người gây ra và hiện tượng thời tiết tự nhiên El Nino đẩy nhiệt độ lên mức cao kỷ lục trong năm tính đến thời điểm hiện tại. Tháng 6 năm nay là tháng 6 nóng nhất được ghi nhận. Nó tiếp tục xô đổ chuỗi kỷ lục nhiệt độ toàn cầu hàng tháng, bắt đầu từ tháng 6 năm 2023. Vì vậy, tháng 6 năm 2024 thậm chí còn nóng hơn đáng kể so với tháng 6 năm ngoái. Tháng 6 vừa qua, thời tiết nắng nóng cực đoan đã xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, từ Ả Rập Xê Út đến Hy Lạp, khiến nhiều người thiệt mạng. Trong 12 tháng kết thúc vào tháng 6 vừa qua, nhiệt độ trung bình thế giới đã cao hơn 1,65 độ C so với mức trung bình trong thời kỳ tiền công nghiệp, giai đoạn từ năm 1850 đến năm 1900. Mức trung bình trong 12 tháng nói chung chỉ là tạm thời vượt qua mốc 1,5 độ C. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đã vượt quá giới hạn mục tiêu hạn chế nhiệt độ nóng lên trong phạm vi 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp đặt ra trong thỏa thuận Paris. Nhưng nó cho thấy chúng ta đang tiến gần hơn đến giới hạn này. Đó là một cảnh báo rõ ràng rằng khí hậu đang nóng lên nhanh chóng. Liên quan đến công tác khắc phục sự cố vỡ đê ở hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này, Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Nam Trương Ứng Xuân cho biết, việc lấp đoạn đê vỡ trên hồ Động Đình dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày mai, mùng 9 tháng 7. Điều kiện thời tiết thuận lợi cũng giúp việc khắc phục sự cố diễn ra nhanh hơn. Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống phòng chống lũ tạm thời từ chiều mùng 6 tháng 7. Đến thời điểm này, chúng tôi lấp được khoảng 80 mét đê bị vỡ. Chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thành công việc này vào thứ Ba ngày mai. Hàng nghìn người và nhiều thiết bị đã được điều động nhằm khẩn cấp đối phó với vụ vỡ đê tại hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc. Khoảng đê vỡ trên hồ Động Đình ban đầu chỉ rộng khoảng 10 mét vào sáng ngày 5 tháng 7, nhưng đã tăng dần lên 225 mét vào chiều 6 tháng 7. Tuy nhiên, đến 3 giờ chiều ngày 7 tháng 7, lực lượng cứu hộ đã gia cố được khoảng 87 mét bờ kè của hồ Động Đình. Hiện Trung Quốc vẫn chưa công bố thiệt hại về người từ sự cố vỡ đê này. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều tối nay, khu vực Tây Bắc Bộ, Hà Giang, khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ngày mai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Sau đây là chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Đồng Bằng, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ.